Quang cảnh thành phố hoàn toàn thay đổi. Những ngôi nhà biến mất và chúng tôi thấy hàng trăm người với những vết bỏng đang lê lết. Người họ phủ đầy tro tàn từ đầu tới chân, tóc dựng đứng và những mảng da thịt cháy xém bong tróc trên toàn bộ cơ thể như những miếng rẻ cũ. Những tiếng kêu than, rên rỉ rồi cũng nhỏ dần đi và từng người một lần lượt qua đời. Mẹ tôi đã ra đi ngay bên cạnh mà tôi không hề biết vào ngày 8 tháng 8. Tôi mới 5 tuổi và điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Chiến tranh hạt nhân là một hiểm họa khủng khiếp đang đe dọa toàn thể loài người và mọi sự sống trên trái đất. Vì vậy, đấu tranh loại bỏ nguy cơ đó cho thế giới hòa bình là nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại. Chúng ta sẽ phần nào hiểu được trách nhiệm của mình sau khi tìm hiểu văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của nhà văn Columbia Market. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả tác phẩm nhé. Marquez là một nhà văn Colombia nổi tiếng. Ông được nhận giải thưởng Nobel về văn học vào năm 1982 và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết Trăm năm cô đơn. Về tác phẩm, có một vài điều các em cần chú ý. Vào tháng 8 năm 1986, nguyên thủ 6 nước Ấn Độ, Mexico, Thụy Điển, Argentina, Hy Lạp, Tanzania họp lần thứ hai tại Mexico đã ra một bản tuyên bố kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang, thủ tiêu vũ khí hạt nhân để bảo đảm an ninh và hòa bình thế giới. Nhà văn Marquez đã được mời tham dự cuộc gặp gỡ này. Văn bản trên trích từ tham luận của ông. Và xét về đề tài, đây là một văn bản nhật dụng. Có phương thức biểu đạt chính là nghị luận với chủ đề chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Thật thế, chiến tranh hạt nhân là một hiểm họa khủng khiếp đang đe dọa toàn thể loài người và mọi sự sống trên trái đất. Với cách vào đề cụ thể, vận dụng phép so sánh, nêu thời gian cụ thể, số liệu cụ thể đầu đạn hạt nhân với một phép tính đơn giản. Nói nôm na ra, điều đó có nghĩa là mỗi người, không trừ trẻ con, đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ, tất cả chỗ đó nổ tung lên sẽ làm biến hết thảy, không phải một lần, mà là 12 lần, mọi dấu vết của sự sống trên trái đất. Tác giả đã cho thấy tính chất hiện thực và khủng khiếp của nguy cơ này. Và những bằng chứng xác thực đã gây chú ý và gây ấn tượng mạnh nơi người đọc, người nghe về nguy cơ của cuộc chạy đua vũ trang. Bom nguyên tử là nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu con người. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, người ta thả xuống thành phố Hiroshima một quả bom hạt nhân. Nó đã cướp đi ngay lập tức sinh mạng của 140.000 người. Đến ngày 9 tháng 8 năm 1945, thành phố Nagasaki bị ném bom và khiến 70.000 người chết ngay sau vụ nổ. Thật là khủng khiếp. Cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân thực sự đã làm mất đi khả năng để con người được sống tốt đẹp hơn vì sự tốn kém và vô lý. Các em biết không, chi phí cho chương trình vũ khí hạt nhân là tốn kém khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ đô la. Để thấy rõ điều đó, các em hãy lập bảng thống kê so sánh chi phí chuẩn bị chiến tranh hạt nhân với các lĩnh vực xã hội, y tế, tiếp tế, thực phẩm và giáo dục.
Nhà văn Marquez cho biết, những chi phí bỏ ra cho 100 chiếc máy bay ném bom chiến lược B.1B của Mỹ và cho dưới 7.000 tên lửa vượt Đài Châu tốn kém khoảng 100 tỷ đô la. Số tiền đó đủ để giải quyết những vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất trên thế giới. Và đây là một ví dụ khác trong lĩnh vực y tế. Giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân kiểu tàu Nimitz đủ để thực hiện một chương trình phòng bệnh trong cũng 14 năm đó và sẽ bảo vệ cho hơn 1 tỷ người khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em riêng cho châu Phi mà thôi. Còn trong lĩnh vực tiếp tế thực phẩm thì sao? Năm 1985, người ta thấy trên thế giới có gần 575 triệu người thiếu dinh dưỡng. Số lượng calo trung bình cần thiết cho những người đó chỉ tốn kém không bằng 149 tên lửa MX và chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ trả tiền nông cụ cần thiết cho các nước nghèo để họ có được thực phẩm trong 4 năm tới. Và một ví dụ khác trong lĩnh vực giáo dục, chỉ 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xóa nạn mù chữ cho toàn thế giới. Một số hình ảnh chứng minh sự vô lý của cuộc chạy đua vũ trang. Các em có đồng ý rằng là cuộc chạy đua vũ trang đã làm mất đi khả năng cải thiện đời sống cho hàng tỷ người trên thế giới? Các ví dụ so sánh trong các lĩnh vực xã hội, tiếp tế thực phẩm, y tế, v.v. với những chi phí khổng lồ đã cho thấy tính chất phi lý của việc đó. Nhà văn Marquez đã đi vào những lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống. Những điều này khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên, thấm thí sự vô lý của việc chạy đua vũ trang. Số tiền chi cho sự hủy diệt thế giới lại lớn gấp 100.000 lần số tiền chi cho mục đích phát triển sự sống. Điều này đã làm mất khả năng được sống tốt đẹp hơn của con người. Chiến tranh hạt nhân chẳng những đi ngược lại lý trí của con người mà còn phản lại sự tiến hóa của tự nhiên. Chiến tranh hạt nhân không chỉ tiêu diệt nhân loại mà còn tiêu hủy mọi sự sống trên trái đất. Vì vậy, nó phản tiến hóa, phản lý trí của tự nhiên. Tác giả đưa ra các chứng cứ khoa học, địa chất và cổ sinh học về nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống trên trái đất. Sự sống ngày nay và con người là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài của tự nhiên. Nhưng nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra, nó sẽ đẩy lùi sự tiến hóa về điểm xuất phát ban đầu, tiêu hủy mọi thành quả của quá trình tiến hóa sự sống trong tự nhiên. Vậy nên, nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân cho một thế giới hòa bình là nhiệm vụ của toàn thể nhân loại. Đây là chủ đích của thông điệp mà tác giả muốn gửi tới mọi người. Nhà văn đề nghị thành lập nhà băng lưu trữ trí nhớ, kêu gọi mọi người tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, để nhân loại các thời đại sau biết đến cuộc sống của chúng ta đã từng tồn tại trên trái đất và không quên những kẻ đã vì lợi ích của mình mà đẩy nhân loại vào thảm họa diệt vong. Sau khi phân tích văn bản, các em cần khắc sâu một vài nội dung kiến thức sau đây. Đây là một văn bản nghị luận giàu sức thuyết phục, với cách so sánh rõ ràng, cách lập luận chặt chẽ, hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng, xác đáng, chứng cứ phong phú, cụ thể, xác thực. Bài viết của nhà văn Marquez đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại về nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân thảm khốc có khả năng hủy diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh xanh. Đấu tranh để loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại. Mọi người cần tích cực đấu tranh chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Để củng cố kiến thức bài học thì các bạn cùng thực hiện bài tập sau đây nhé. Trong câu văn, nguy cơ ghê gớm đó đang đè nặng lên chúng ta như thanh gươm Damocles
Về lý thuyết, có thể tiêu diệt tất cả các hành tinh đang xoay quanh mặt trời cộng thêm 4 hành tinh nữa và phá hủy thế thăng bằng của hệ mặt trời. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào chỉ ra hiệu quả của biện pháp tu từ đó? À, các em thấy rằng là cái câu văn này sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Nhà văn đã so sánh nguy cơ chiến tranh hạt nhân với thanh gươm Damocles và biện pháp nghệ thuật liệt kê tiêu diệt tất cả các hành tinh đang xoay quanh hệ mặt trời cộng thêm 4 hành tinh nữa và phá hủy thế thăng bằng của hệ mặt trời. Các em biết không, việc sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, phép liệt kê đã tạo nên cách nói cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh, gây sự chú ý với người đọc và cũng nhấn mạnh nguy cơ của chiến tranh hạt nhân luôn đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất. Sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân là vô cùng ghê gớm. Qua đó, ta thấy được thái độ lo lắng của tác giả trước nguy cơ của chiến tranh hạt nhân. Về nhà, các em đọc lại phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 21 để củng cố kiến thức và nhớ là chép bài bờ vở bài học nhé. Đồng thời các em soạn trước bài chuyện người con gái Nam Xương của nhà văn Nguyễn Dữ. Chúc các em học tốt.